Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nha. Hôm nay em quay cho các bác một cái vườn đào phôi, đào thất thốn, đào phôi để cho sang năm các sang năm tiếp theo chơi Tết đấy nha các bác. Thì cái loại này vẫn còn bé các bác ạ. Loại này mới là phôi được 2 năm tuổi thôi. Thì những cái cây này đã được uốn các cái dáng bonsai mini rất là đẹp rồi các bác ạ. Nhưng mà vì là cây nó còn non nên là chưa xử lý hoa, không xử lý tuốt lá mà cứ để tự nhiên như thế, để đến sang năm thì mới xử lý tuốt lá để lấy hoa thôi nhá. Thì những cái cây này đều là những cây bonsai mini rất là quái luôn các bác ạ. Đây, em cho các bác xem một cái gốc này. Những cái gốc này nó chỉ cao tầm độ 10 phân thôi nhá các bác. Cao từ mặt đất lên đến đỉnh ngọn là 10 phân thôi. Và cái ngọn nó ở đầu kia. Gốc nó ở đầu này và cành nó buông dọc theo mặt đất dài ra như này nha các bác. Như là một con cái cây này là cây giáng hoành. Nhưng mà uốn rất là mềm mại như là một cái con rồng nha các bác. Uốn theo dáng dáng long. Đấy. Các bác xem. Các cái tay thân của nó uốn rất là mềm mại luôn. Ngoằn bên này, ngoằn bên này, ngoằn bên này, ngoằn bên này. Đó. Và cái ngọn nó ở kia. Gốc ở tận đầu này cơ. Nhưng cái cây này rất là thấp. Nó chỉ là mặt đất thôi các bạn. Đấy. Nếu mà đo găng tay này nó tầm độ một găng tay thì độ 18 đến 20 phân. Những cái loạt này là không xử lý hoa nên là vẫn cứ để nguyên. Đấy. Thì nhìn cái gốc nó không được thấy rõ lắm. Nhưng mà còn các bác xem này, cái gốc của nó đây. Rất là đẹp. Cái gốc thất thốn này. Sau này hoa là mọc lên cả ở những cái thân này nha các bác. Uốn rất là mềm ra đây. Đấy. Cây này chỉ cao tầm độ 20 phân, chiều dài nó tầm độ 80 phân đến 1 mét. Đấy. Và đây này, như cái cây em vừa rồi quay đây thì một năm thì nó sẽ được như này này các bác. Một năm là nó nhỏ như này này. Đấy. Và khi uốn là dùng những cái cọc tre này cắm định hình ở dưới đất và dùng các cái dây rơm để vít nó vào, vít cho các cái tay cành nó được theo ý muốn của mình như này nhá các bác. Thì sau khi cái rơm nó mục đi thì là mình không cần phải đi cắt tỉa dây nữa. Cái loại này thì không uốn bằng dây đỏ nha các bác. Uốn bằng dây đỏ thì đến lúc đi tháo ra rất là mất công luôn. Thì những cái cây này được uốn nắn từ khi nó còn là những cái mầm non nên là chúng ta có thể dùng dây rơm được. Vừa tiết kiệm mà lại vừa hiệu quả. Còn đây. Đấy, những cái cây này thì là không có lá nên là quay rất là dễ, thì em quay cho các bác xem. Đây còn những khi cắt dăm ấy thì các bác không nên cắt sát vào nha các bác. Các bác cắt chỉ để lại vẫn còn chừa lại tầm độ 1 phân để cho những cái này nó sau này nó thành các cái u cục ở đây. Cắt sâu quá thì là cây nó yếu thì nó sẽ không liền được lại nha các bác. Còn các bác cắt để ra chừa ra tầm 1 phân như này thì nó liền lại rất là nhanh. Và nó thành các cái sẹo ở đây. Đấy. Cây này nó chỉ cao tầm độ nửa găng tay rồi này các bác ơi. Đấy. Từ gốc lên chỉ được nửa găng tay là 10 phân thôi các bạn. Toàn là những cái cây mini để bàn thôi các bạn. Rất là bé. Thì những cái dòng này uốn cũng rất là kỳ công đấy. Chỉ có đam mê cây cảnh, đam mê cây bonsai thì mới có thể làm được những cái cây này nha các bạn. Đây. Đấy. Dùng các cái dây rơm kéo vào các bạn. Dùng dây rơm mình thít rồi kéo vào như này, kéo được cái cành nó mềm ra này. Đấy. Uốn từ nhỏ.
Rồi, video này em làm đến đây thôi nha các bác. Thì các bác thích những cái video về cái cây đào thì hãy ấn đăng ký kênh của em để em cho ra những cái video hàng ngày. Ngày nào em cũng sẽ có những cái video để hướng dẫn mọi người cái cách chăm sóc cái cây đào và cách uốn đào để cho các bác xem để chúng ta cùng nhau học hỏi nhá. Rồi, em xin chào toàn thể các bác nhé.